Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Vinh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể lắp ráp một bộ máy tính hoàn chỉnh và những cái linh kiện, những cái dụng cụ cần thiết. Đó là gì thì bây giờ mời mọi người cùng theo dõi nha. Đầu tiên thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái linh kiện sau. Thứ nhất đó là một cái vỏ máy tính hay gọi là cây. Thì Vinh chuẩn bị một cái vỏ cây bể cá đen đến từ thương hiệu Magic. Tiếp theo là chúng ta phải chuẩn bị một cái bo mạch chủ hay còn gọi là main bo. Tiếp theo là một cái con CPU, thì hai cái này thường nó sẽ đi với nhau. Main bo với lại CPU thì nó phải tương thích với nhau thì chúng ta lắp vào nó mới chạy được. Tiếp theo thì một cái con tản nhiệt để làm mát cho con CPU, và một cặp RAM. Thì ở đây Vinh chuẩn bị một cặp RAM 16GB. Một cái ổ cứng SSD 256GB của Colorful. Và không thể thiếu đối với các anh em mà mình chơi game hay là muốn trải nghiệm lên game thì chúng ta phải có một cái cạc màn hình. Thì cái màn hình này hiện nay nó rất nhiều cái hãng cũng như các cái phiên bản khác nhau, thì tùy vào cái mức độ sử dụng hoặc là cái công việc hay là cái trải nghiệm máy tính của mình, chúng ta chọn một cái mã cạc màn hình hay là Vega phù hợp với mình. Thì tiếp theo là để mà cấp điện cho tất cả các linh kiện thì mình sẽ sử dụng một cái nguồn. Thì thường thì chúng ta phải sử dụng nguồn càng mạnh thì nó sẽ cấp điện càng tốt và giúp cho cái hệ thống chúng ta nó chạy được một cách hoàn hảo. Thì ở đây mình sử dụng một cái bộ nguồn 500W của hãng Zetec. Rồi tiếp theo thì một số dụng cụ mình cần chuẩn bị như là vít, một bộ những sợi dây rút để chúng ta đi dây điện, và tiếp theo là một cái kềm để chúng ta cắt dây rút. Đó là những gì mà mình cần chuẩn bị để có thể ráp một bộ máy tính. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ráp bộ máy tính này nha. Đây là cái khay Magic. Thì đầu tiên thì với cái bộ này thì mình sẽ độ quạt LED để mình có thể điều khiển bằng hub. Thì đầu tiên là mình sẽ tháo cái khay ra và độ những cái quạt này. Thì lúc ban đầu thì những con ốc này mới nó hơi cứng, nên là chúng ta có thể dùng vít để chúng ta dặn vài vòng, và sau đó thì mình dùng tay mình vặn cho nó nhanh cũng được. Khi mà tháo thì chúng ta cẩn thận khi mà tháo cái kính nha, bởi vì cái kính này rất là dễ vỡ. Khi tháo ra rồi thì mình phải để một cái nơi nào đó mà nó an toàn, không có vật gì, không có mình đi qua lại hay là một cái vật gì mà nó có thể rớt trúng, thì mình sẽ để nó ở sát ở bức tường. Tiếp theo thì mình sẽ tháo luôn hết những cái khay, những cái ốc của mặt trước và mặt sau của cái khay này. Khi tháo thì nơi có cái chúng ta nên để ốc một tập trung một nơi nào đó để chút nữa chúng ta có thể dễ dàng lắp lại cho mọi người. Thường thì mình sẽ để lên cái này luôn, và mình sẽ để nó ở một bên. Đây là phía trong của cái khay. Thì những cái fan mà cái fan có sẵn của cái khay thì nó sẽ chỉ có một màu mặc định RGB thôi, nó sẽ không có những cái hiệu ứng mà chuyển từ màu này sang màu khác. Thì bây giờ mình sẽ tháo những cái quạt này ra để mình độ những cái fan này lên. Thì ở đây là cái chỗ để mà mình tháo những cái quạt này, thì đầu tiên mình phải tháo cái mặt trước này ra. Thì ở trong đây nó có mấy cái ngàm á, thì mình phải bật cái ngàm này ra để mình gỡ cái mặt trước, mở cái lớp này ra để mình lấy những cái quạt đó ra nha.
Đây thì mình sẽ mở ra cho các bạn coi. Nó hơi là cứng nha. Đó. Thì mình phải chọc đúng một cái ngàm của nó thì mình sẽ sừng xe gỡ ra rất là dễ. Đó. Thế mình dễ mở ra rất là dễ dàng. Và đây là những cái quạt đi theo khay, thì bây giờ mình sẽ gỡ những cái quạt này ra, gắn những cái quạt này vào. Bạn cùng theo dõi nha, mình sẽ để video luôn và thấy ta. Cái quạt phía sau này thì chút nữa chúng ta sẽ gắn vào sau cùng, bởi vì chút nữa mình sẽ để men với lại cái tản nhiệt với Vega đâu giờ vào thì nó sẽ hơi là vướng, nên là cái quạt phía sau này nếu mà chúng ta có gắn thì hãy gắn sau cùng. Khi mà gắn những cái linh kiện vào xong hết thì mình gắn cái quạt này vào nó cũng cho nó tiện, cho nó tiện hơn. Đây là cái khay sau khi mà mình đã tháo những cái fan của máy và mình độ những cái fan Kunmun vào đây rồi nha. Thì tiếp theo đây thì mình sẽ gắn bộ nguồn cũng như là những cái ổ cứng vào trước, sau đó là mình sẽ lắp main vào, CPU và RAM Vega vào. Thì mời các bạn cùng theo dõi tiếp nha. Tiếp theo thì đây là cái bộ nguồn mình sẽ lắp vào cái cây, sau đó là từ cái những cái dây này mình sẽ nối vào cái linh kiện. Ở đây mình có cái đầu 24 pin hay là cái đầu SATA và đầu của Vega, hay là đầu 6 2 pin là 8 pin. Cái này thì nó cũng ráp cũng rất là dễ, mình xem cái chỗ nào mà nó khớp rồi thì mình sẽ để vào vị trí đó thôi. Và cái mặt này nó sẽ hướng ra phía trước của khay. Đó, các bạn để như thế này là nó sẽ vào vị trí của nó nè. Đây là cái nguồn sau khi mình đã lắp vào ha, thì sẽ phía sau đây là mình sẽ đi dây sao cho nó gọn gàng. Còn phía trong đây là cái khoang để mà mình để ổ SSD ở trên cái nhỏ này, và ở dưới đây là mình sẽ để ổ HDD. Thì tùy nếu mà những cái main nào mà nó có hỗ trợ cái ổ cứng SSD gắn khe M2 thì mình sẽ không cần lắp vào hai cái vị trí này. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Tiếp theo đây là một cái mainboard của hãng MSI. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái CPU và mình lắp cái tản nhiệt CPU vào. Thì mọi người cùng theo dõi nha. Thì cái bước này thì mình cũng cẩn thận, bởi vì cái chân socket nó cũng rất là dễ. Mình sẽ bật cái này ra, kéo lên. Sau đó mình sẽ lắp cái CPU vào cái chân socket này. Và cái bước này rất là quan trọng. Cái chân socket này rất là dễ bị tổn thương. Nếu mà nó bị cong hay là bị cụp thì mình sẽ mainboard sẽ không có nhận được cái CPU. Và đây là cái con CPU i5-10400F. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào cái mainboard. Cái bước này rất là cẩn thận, bởi vì chân có socket rất là nhạy cảm nha. Còn đây trên đây nó sẽ có những cái ngàm giống với lại cái ngàm ở trên cái CPU, thì mình sẽ để sao cho nó vừa khớp. Và cái bước này phải thật cẩn thận nha mọi người. Đó là mình vừa đã lắp xong rồi đó. Và sau đó khi lắp xong thì mình sẽ tiến hành mình để cái này xuống.
để cái nắp của xe vô xuống, để cái này nó ở dưới con ốc và mình dùng lực, mình dịnh cho cái men này nó chắc chắn và mình dùng lực. Mình dùng lực mình sẽ đẩy cái này xuống. Đó, thì cái nắp của cái servo nó sẽ hiện ra. Cái nắp này mình sẽ cũng sẽ giữ lại hoặc là mình sẽ rút đi. Sau đó thì mình sẽ tiến hành mình dùng keo tán nhiệt mình tra lên đây và sau đó mình mới lắp cái tản khí vào. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lắp cái chân của cái tản nhiệt CR1000. Mình lắp cái chân nó vào đây. Để gắn cái tản nhiệt khí thì mình phải gắp cái chân, bốn chân của nó vào mặt sau của men trước nha mọi người. Thì sau đó là nó sẽ hiện lên bốn cái chân này để hồi mình gắn ốc vào. Thì sau đó thì mình sẽ tra keo tản nhiệt cho CPU. Cái này, cái bịch keo này là cái bịch keo có sẵn của khi mà mình mua cái tản nhiệt thì nó cũng khá là khó tra hơn cái dạng mà cái kim tiêm. Đó, mình tra theo kiểu chữ X cũng vậy được rồi. Mình tra hơi xấu xíu nha mọi người. Nhưng mà miễn sao nó đều và nó đảm bảo cái nhiệt độ của cái CPU nó tiếp xúc với cái tản nhiệt là ok. Đó, hình chỉ hơi xấu xíu nha mọi người, thông cảm. Rồi tiếp theo thì mình sẽ gắn cái tản nhiệt này vào. Thì mọi người lưu ý là mình nhớ mở cái miếng mũ ni lông này ra đây ha, mình phải gỡ ra để nó mới tiếp xúc được với cái mặt của cái CPU. Thì nhiệt độ nó sẽ truyền từ cái CPU lên đây và nó lên bốn cái ống đầu này và nó sẽ làm mát, có cái quạt nó làm mát cái ống đầu trên đây ha. Thì mọi người nhớ nhìn cái chiều của nó nha. Cái chiều của nó ví dụ như là cái quạt gió này là nó sẽ dạt quạt gió từ bên đây qua, thì cái hướng bên này là sẽ hướng vào phía sau của cái cây, thì nó sẽ khi mà gắn vào thì nó sẽ giống như là thế này ha. Thì bây giờ mình sẽ gắn bốn cái ốc vào và tiến hành gắn cái tản khí này vào. Mình sẽ lắp cái tản khí vào thôi mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ gắn những cái chân của nó, là những cái miếng đệm vào cái chân của nó. Đó. Sau đó mình sẽ để hai cái miếng chân của cái tản nhiệt. Thì chút nữa con ốc này mình sẽ bắt vào cái ốc của cái tháp tản nhiệt thì nó mới dính lại được. Đó. Thì sau đây mình mới dặn ốc, thì mới đầu mình siết ốc từ từ nhẹ thôi nha mọi người. Khi nào mà vô hết, nó mà vô hết bốn cái chân rồi thì mình mới siết ốc mạnh lên cho nó cứng lại. Khúc này thì nó cực cẩn thận một tí. Mình cứ vào dặn cho nó vào khớp trước cái đã, xong mình từ từ thì mình sẽ xiết ốc nha. Rồi bây giờ mình sẽ để thử cái tản nhiệt vào ha. Đây, cái tản này khi này, chút nữa thì mình sẽ có một cái này là cái để cấp chân 4 pin, thì mình sẽ gắn nó vào đây. Thì bây giờ mình sẽ để trước cái hình của cái tản nhiệt như thế này. Rồi, mình bỏ mút ra nha. Thì nó sẽ như thế này, mình sẽ để vào đây. Sau đó mình sẽ siết ốc, siết con ốc
ốc này vào đây ha. Thì bây giờ mình siết trứng cứng bốn chân nó vào rồi, mình sẽ siết cho nó chắc chắn vào. Này mình nên dùng tay mình vặn, chứ nếu mà mình dùng mấy cái máy vặn tự động thì nó mình sẽ không có cảm nhận cái độ chắc của nó. Rồi bây giờ mình áp cái theo chiều nha. Các bạn nhớ cái mặt nó như thế này, gió từ bên đây qua thì mình sẽ để từ bên đây trên đây xuống. Bạn nhìn nha. Đó. Đó, mình để xuống rồi đó, mình để cho nó xuống rồi đó. Để cho nó siết cái này á, thì các bạn sẽ dùng một cái vít, các bạn dặn ốc này. Mình nhớ là mình dặn hai bên một lúc nha. Bên đây một khoảng rồi sau cái bên đây để cho nó xuống nó đều. Đó. Để thấy các bạn thấy nó sẽ xuống không? Khi là nó xuống là cái mặt của cái CPU sẽ nó sẽ sát với cái mặt của cái tảng. Đó thì mình dặn đến khi nào mà cái lực tay của mình cảm giác nó cứng, ốc nó cứng á, thì tới đó là nó đã sát rồi đó. Đó thì là mình đã hoàn thành lắp cái tảng. Sau đó thì mình cái sợi này là cái sợi đi cấp nguồn đó, thì mình có cái ngàm ở đây, mình sẽ gắn nó sao mà cho nó trùng khớp với cái ngàm ở trong của cái men ha. Đó, vậy là xong. Đây là cái mặt sau của nó nè. Thì bây giờ nó rất là chắc chắn ha, mình không có cần vịn tới nó nữa, cũng rất là chắc. À, đây cái mặt, đây là cái mặt trước của nó đây đó. Khi mà gió, khi mà nó quay thì nó sẽ hút gió phía hướng này chuyển qua hướng này đi ra ngoài. Rồi bây giờ tiếp theo thì mình sẽ lắp RAM. Thì đây là hai thanh RAM của cái men này. Cái men này nó sẽ có hai khe RAM ha, men MSI. Thì đầu tiên mình sẽ bật cái ngàm của này của nó, của cái men của cái khe RAM ra. Sau đó mình dùng cái thanh RAM các bạn tra thử và coi nó có trùng khớp với lại cái ngạch ở chính giữa của cái thanh cái khe RAM không. Nếu không đúng thì mình đổi lại. Thì cái đối với cái RAM 4 này thì mình gắn ở phía dưới trước, nó không đúng thì mình đổi lại sao cho nó ngay, nó trùng khớp với cái khe chia dưới đây. Thì là RAM 4 thì mình gắn cái đầu dưới đây trước, sau đó mình sẽ gắn tới cái đầu trên đây. Đó, khi mà mình đè vào mà các bạn nghe cái tiếng cái cắt á, mà là nó sẽ là dính vào đó. Giờ nó đã vào đó các bạn. Tiếp theo là tới cái thanh RAM bên đây, mình cũng đây cái chiều nó sẽ như thế này, mình sẽ gắn phía dưới vào một chút trước, xong rồi gắn lên trên. Sau đó hai tay mình chịu lực ha, chịu phía dưới trước, sao mà đẹp trên đó, sao nghe cho nó cái tắt vậy là ok. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lấy cái men này mình lắp vào trong cái khay. Thì luôn cái mình lưu ý trước khi mà mình lắp cái đó, thì lắp cái men á, thì mình phải lấy cái phe cái men, đó là cái này, mình lấy cái phe này để mình chắn cái bọt cái cổng nè. Thì mình so vào thử nó hình nó như thế này, hình nó sẽ như thế này, đây nó sẽ như thế này đó, nó sẽ như thế này. Thì mình sẽ lắp cái phe này vào trong cái khay trước, thì sau đó mình lắp cái này vào nó mới ăn khớp được. Rồi đầu trước khi mà mình gắn cái men vào thì mình phải sắp xếp sao cho những cái dây này, chút nữa mình đi sẽ cho nó thuận tiện ha. Thì cái này là cái dây của cái khay nè, thì mình sẽ luồn vào phía dưới sau dưới đây để hồi mà mình đi mình gắn men phía trong cho dễ, chứ mà bây giờ mình không đi vào trước thì chút nó sẽ rất là khó trong việc mà mình đi dây. Còn cái này là dây của các quạt fan led, thì hồi mình sẽ gắn hút phía sau đây. Đó, bây giờ mình sẽ luồn những cái sợi dây này ha. Thì cái đầu này có đầu audio, đầu USB, đầu
đầu power nè. Power là nút nguồn á, nút nguồn và nút reset. Thì bây giờ mình sẽ lấy những cái sợi này mình luồn vào phía dưới. Đây nó là cái chùm, nó là cái chùm này. Đó, mình sẽ luồn phía dưới đây ha. Còn cái đầu này là cái đầu USB 3.0 thì mình sẽ hồi chút mình sẽ luồn trên đây để mình gắn bên cái bên hông của cái main. Đó thì mình sẽ luồn bốn cái sợi này vào. Cái sợi USB audio thì mình sẽ cho nó vào phía bên đây. Đó. Đó, còn bốn cái sợi này. Bốn cái sợi này là bốn cái sợi power reset. Sợi audio, bốn sợi này nó sẽ đi chung với nhau. Thì mình sẽ cho nó vào chính giữa ha. Chính giữa để hồi mình gắn vào main cho nó dễ. Đó. Rồi, mình sẽ cố định nó như thế này trước thì một lát nữa mình để main vô nó mới mình mới dễ gắn nha mọi người. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay cái khay lại và mình gắn main vào nha. Rồi đây là cái mặt trong của cái khay ha. Tại thì tí nữa để mình muốn gắn cái vega thì mình phải tháo cái phía bên đây ra nha mọi người. Phải tháo cái mặt phía bên đây này, chút nữa mình mới mở cái miếng đệm, miếng trắng của vega đó. Mình gắn vào nó mới vừa. Mình gỡ cái miếng này ra luôn nha. Đó. Đây là cái miếng cái khe để hồi mình gắn vega vào nha. Rồi lấy một cái cọng dây là mình để sẵn đây nè. Đó, bây giờ mình sẽ để cái men vào. Thì cái chỗ này nó nãy trong cái khe nó không có sẵn, mình gắn thêm con ốc này vào để mà mình cố định khay cho nó chắc chắn, cố định cái men cho nó chắc chắn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cầm nguyên cái men như thế này, mình để vào cái miếng phe hồi nãy mình đã để sẵn rồi đó, mình để vào đó. Sao các bạn để vào sao cho thấy nó ngay khớp, nó sẽ nhìn thấy những con ốc đây, những con ốc nó sẽ hiện cho chỗ để mình bắt ốc ở đây nè. Đó. Rồi bây giờ khi mình cố định vị trí này xong á thì mình bắt đầu mình sẽ tiến hành mình dặn ốc men lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn dây audio USB, dây này vào ha. Thì đầu tiên mình sẽ gắn cái dây audio, thì trên đây nó sẽ có một cái lỗ, một cái nguồn khe của pin bị khuất, thì mình sẽ nhìn trên đây có một khuất. Và ở dưới men nó cũng có ghi chữ audio ở dưới á, thì mình cứ nhìn đúng cái đó mình gắn vào thôi. Đó, mình đúng khớp của nó, mình chỉ cần mình nhấn nhẹ nó là nó sẽ vô nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là sẽ cái là dây của cái USB, nó sẽ khuất một khe pin dưới đây, thì mình sẽ gắn vào khe USB này, nó có chữ USB đây nè. Đó. Đó. Cái phần dây thừa là tí nữa mình sẽ luồn vào sao cho nó gọn. Rồi tiếp theo là chỗ dây nguồn này ha. Thì mình sẽ cầm cái thứ tự là cục nguồn, dây nguồn với dây reset đi chung nè. Đó, mình sẽ để như thế này, dây nguồn dây reset ha. Đó. Rồi tiếp theo là tới HDD led.
ổ tín hiệu của HDD đó, rồi với lại power led mình sẽ để như thế này. Đây mình cầm như thế này. Đó, mình cầm những cái đầu nó như thế này, sau đó mình sẽ gắn vào cái main ở đây ha. Rồi đây là mình đã gắn cái dây USB audio vào rồi ha. Thì sau đó thì mình sẽ gắn cái dây nguồn 24 pin cho main. Và đây là cái dây USB 3.0. Đây cái nguồn cái này á, này để nó sẽ bám vào phía đây ha. Thì mình sẽ cái dây nguồn đây. Đó, mình sẽ bẻ nó vào. Đó. Mình dùng hai lực tay mình bấm ấn nó vào. Sao nghe cái tắt là được nha. Rồi, cái này nó đã vô rồi đó. Đó, nó đã vô rồi đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ gắn cái dây USB 3.0. Gắn nó vào đây. Đó. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ truyền cái dây của cái SATA, là dây SATA là cái dây của cái ổ cứng, mình sẽ truyền lên trên để mình lắp vào main. Thì nó sẽ theo hướng này có hai chỗ, là cái chỗ dưới đây hoặc là chỗ trên đây, thì mình lắp cái ổ nào được, nhưng mà mình thì chứ mình sẽ lắp vào cái ổ này cho nhìn cho nó gọn. Đây, một ổ mình sẽ gắn dưới đây ha. Đây nó có hai ổ, ổ sẽ gắn ở đây, còn một dây nữa chim nữa thì mình sẽ gắn đây, xén trên đây gắn xuống. Ok, vậy là xong các dây SATA và các dây của main. Sau đây tiếp theo thì mình sẽ nối mình sẽ đi dây sang phía sau cho nó gọn gàng. Và đây là cái mặt sau khi mà mình đã đi dây đầu lại cho nó gọn gàng ha. Và bây giờ mình sẽ quay cái mặt trước và hoàn tất cái công đoạn cuối cùng là mình gắn Vega, mình gắn dây nguồn Vega ha. Đây là cái mặt trước của cái cây khi mà mình đã gần như là hoàn thiện các bước khi mà gắn. Cái này là cái húp để mà mình chỉnh RGB cho cái fan led á. Thì bây giờ thì chỉ còn cái nhất là mình gắn cái Vega vào đây và mình cấp nguồn cho Vega và mình sẽ khởi động máy tính nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn con Vega, con này là con Zotac Gaming GTX 1660 Super nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào gắn nha. Thì trong ở trong cái khe Vega này á thì nó có một cái ngàm, thì mình phải bật nó xuống, mình bật nó xuống xong rồi mình mới gắn vào nha. Rồi thì bây giờ mình ra mình gắn cái hai cái đầu này vào trước đó. Đây mình chọc nó vào nè. Khi mà mình để nó vào đúng vị trí rồi đó, mình sẽ dùng lực mình nhấn xuống, mà xong khi mình nghe cái tách á là đúng nha. Đó, nó mới kêu một cái cặp là cái ngàm của nó bật lên đó. Rồi đó, và sau đây thì mình sẽ xiết ốc ở chỗ này lại. Và đó, mà xiết ốc thì mình cái con này dùng 8 pin. Thì mình sẽ gắn cái đầu pin này vào cho nó. Đằng cái đầu 8 pin. Đó, đầu này. Thì nó cái chiều này ha. Chiều này. Đó, rồi vậy là xong. Và bây giờ mình sẽ dặn ốc lại và khởi động máy nha.
Đây là cây mình đã gắn kính cũng như màn hình các nối dây xong rồi ha. Thì mình sẽ khởi động lên. Đây, máy quay, máy đang chạy xuất hình. Thì mình đã cài win rồi nha, nên bây giờ mình khởi động thì nó sẽ lên thôi. Đây là bên trong cây. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Xin chào mọi người. Bye bye.